Lần đầu tiên em xin chào anh Quyền Ninh ạ, chị Cát Tường ạ, chào tất cả quý vị khán giả cũng như bạn chơi bên ạ. Em tên là Phạm Thanh Túy ạ, em năm nay 26 tuổi ạ. Quê em thì ở Nam Định ạ, hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm nhân viên công của tổ cắt của công ty Hưng Phú ạ. Tức là em là cắt thôi đúng không? Dạ vâng, cắt áo sơ mi bán sản phẩm ạ. Cắt áo sơ mi. Rồi, mời bạn gái. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Xin chào Kỳ Cát Tường và anh Quyền Linh. Em tên là Xuân, em 26 tuổi, em quê của em ở Nam Định. Công việc của em là trình dược viên của công ty dược ở quận 12 ạ. Đầu tiên thì chúc mừng hai bạn đã cùng đồng quê, ở cùng quê với nhau. Đó là Nam Định ha. Hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh thì em ở đâu? Dạ, hiện giờ là em đang ở quận 9 ạ. Quận 9, bạn trai ở đâu? Dạ, em ở tại Gò Vấp luôn ạ. Gò Vấp cũng gần. Dạ, đúng rồi. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình một chút xíu ha. Điểm mạnh, điểm yếu, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là dễ gần, cởi mở, biết cũng biết nấu ăn một xíu ạ. Dạ. Thì còn nhược điểm của em là hay quên, hay lúc nào thi thoảng hơi hậu đậu một xíu. Trời ơi, vừa có hơi hậu đậu là sao? Dạ, cũng có tùy tùy lúc thôi chị, chứ không phải lúc nào cũng như thế ạ. Dạ. Bạn trai thì sao? Về ưu điểm của em thì em giỏi thể thao ạ. Em nói chung là nếu về chăm sóc bản thân thì rất là tốt, với nấu ăn thì em cũng có thể tự lo được ạ. Về nhược điểm thì có thể là em nói hơi nhanh ạ, với lại tính em khá thẳng ạ. Ví dụ đi với bạn gái mà nếu mà em mà không vừa ý cái gì bạn gái là em sẽ nói luôn ạ. Có khi nào không vừa ý là bỏ bạn gái đó đi về không? Không có đâu ạ, không bao giờ ạ. Em đã có mấy bạn gái rồi? Dạ là hai ạ, một là thời còn đi học lớp 12 ạ, rồi em đi bộ đội ạ. Em đi bộ đội thì lúc về thì cô cũng cưới chồng chuẩn bị có con rồi. Còn mối tình về sau này thì em vào thành phố Hồ Chí Minh em làm rồi cũng gặp trong công ty ạ. Yêu nhau được 2 năm rưỡi. Rồi sau này hai đứa cũng nhiều cái vấn đề quá cho nên là hai đứa chia tay ạ. Dạ. Chia tay lâu chưa? Chia tay được hơn 2 năm rồi ạ. À. Còn bạn gái, con đường tình trường thế nào? Dạ, em thì cũng có khoảng 3 mối tình. Thì mối tình mà lâu nhất thì là mối tình thời học đi học dược ạ. Thì đó là cũng quen một thời gian nhưng mà do cái sau này mỗi người một nơi cũng không đi được tới đâu hết ạ. Nên là dừng tại đó. Dạ. Bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn sàng để mình tiến tới hôn nhân chưa? Dạ, em sẵn sàng đấy ạ. Tại vì hôm nay em cũng 26 tuổi, đối với người Bắc thì cũng hơi là lớn tuổi ạ. Rồi, em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì mẫu người con trai của em á là cao 1m70 mà em rất là ấn tượng những bạn trai mặc áo trắng, áo sơ mi trắng. Dạ. lúc nãy em có nghe bạn bên này nói là bạn rất thích thể thao thì em rất là thích ạ. Em là mê bóng đá, em là fan của câu lạc bộ Real Madrid ạ. Em là fan của câu lạc bộ gì? Em thích Arsenal và Real Madrid. Em sẽ tìm một nữ yêu thương của mình như thế nào? Dạ, em thì em muốn tìm mẫu con gái thì nếu về chiều cao thì em thích những người nhỏ con hơn. Từ 1m55 đến 1m6 đổ xuống là đẹp ạ. Nhỏ người ạ, nhỏ người thì lúc đấy đi thì mình có cảm giác là mình che chở hơn ạ. Em thích một người biết chăm lo cho gia đình ạ, biết cách đối nhân xử thế là được ạ. Vâng. Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Em không thích cái gì? Không thích gì ở người bạn gái? Em không thích con gái là quá lè lẹt ạ. Quá ăn diện ạ. Lè loẹt, trưng diện hả? Trưng diện dạ. Nhưng mà trưng diện ta đẹp chứ có gì đâu em. Không, nếu mình làm quá lên thì nó sẽ ví dụ trang điểm quá đậm thứ là nó sẽ nhìn nó khác hẳn ạ. Khó quá hả? Bạn gái thì sao? Mình không thích cái gì ở bạn nam? Em thì không thích con trai mà tính gia trưởng quá, hói đầu á. Dạ. Còn mập mập thì cũng không sao. Che lại mất tiêu sao thấy. Dán lên coi. Còn hói không? Coi. Không ạ. Hói hai bên bát. Cái đó màu đen cũng được ha. Em có tật xấu gì không em? Trời, màu đen quá vậy. Dạ. Em thì tật xấu của em thì em như vừa nãy em nói thì em nói quá nhanh hay là em quá thẳng tính ạ. Về mấy cái khác thì em cũng khá là hiểu bạn gái. Nếu mà hai đứa có tranh luận hay cái gì thì thường thường em sẽ là người nhận sai nó luôn ạ. Mọi chuyện cho nó qua. Dạ. Sau này nếu như mà kết hôn lập gia đình xong thì mình định sẽ là lập nghiệp ở đâu? Dạ, chắc là trong thành phố Hồ Chí Minh ạ. Có dự kiến là kế hoạch nhà cửa an cư lạc nghiệp gì không? Bao nhiêu năm, bao nhiêu lâu? Về vấn đề nhà cửa thì em sẽ làm hết sức mình ạ. Còn nếu mà đã cưới nhau về yêu nhau ạ, sẽ cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ nhất ạ.
Như vậy là được rồi ha. Dạ. Vậy là ủa ba mẹ em ở trong này luôn ha? Ăn không, mẹ em thì vẫn ở ngoài Nam Định ạ. Không có làm dâu mình làm dạ, được trong này đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, dạ, okay, cảm ơn em. Rồi, anh sẽ qua xem. Bạn trai màu đen lắm. Màu đen lắm. Màu đen mà không cho bạn gái màu đen. À, nãy giờ những cái điều em yêu cầu hình khán giả như vỗ tay không à, hình như nó hợp nhau lắm á. Nếu mà nãy giờ em đồng ý á thì khoảng bao lâu có thể cưới nhau được? Dạ nếu mà phù hợp thì có thể cuối năm ngay cũng được ạ. Cuối năm nay cũng được hả? Dạ. Em thích con trai hay con gái? Em thì con nào cũng được ạ, không được, quan ha? Trọng thì dạ. Thích mấy trai mấy gái? À, bây giờ thì là hai ạ, có thể kinh tế mạnh hơn thì có thể thêm cũng được. Cũng được ha. Dạ. Thoải mái, không có làm dâu gì hết. Là khỏe rồi ha. Dạ. Con trai con gái gì cũng được hết. Mình có đi với người thân không em? Dạ em có đi với bạn thân với mợ của em ạ. À, dạ, dạ bạn với mợ. Nói về cháu thì cháu có cái tính là biết kính trên nhường dưới, là cái tính là rất tốt. Còn thì nếu bạn trai bên này nhìn thì men. Lại cùng quê mình nữa thì rất rất tốt. Mợ thấy là bạn bên này là được đấy Xuân. Hai cháu cho nhau cơ hội mình tìm hiểu. Thành công là tốt nhất. Cảm ơn mợ. Cảm ơn mợ nhiều. Hai có đi với ai không? Dạ em đi với em đồng nghiệp ạ. Anh Túy thì rất là năng động trong công ty, cũng tham gia các hoạt động thể thao rất là nhiều. Còn về chị thì em thấy là rất là xinh, với lại vừa hợp với cái dáng mà anh Túy đưa ra. Nhỏ nhỏ người ha. Cảm ơn em. Thôi giờ mình kéo màn lên cho Túy với Xuân gặp mặt đi ha. Để xem mùa xuân có tràn về nơi đây hay không. Kéo màn. Dạ, cảm ơn. Dạ. Ở Nam Định anh ở đâu ạ? Anh quê ở Giao Thủy ạ. Em cũng ở Giao Thủy. Ồ, em ở xã nào ạ? Dạ, em ở Gia Lạc ạ. Gia Lạc ạ? À, dạ. Anh ở thị trấn Ngô Đồng. Dạ, vậy là gần đó ạ. À, đúng là gần, rất là gần. Dạ. Ở trong đây thì có vẻ là cũng gần đúng không? Dạ. Em ở trọ quận 9 à? Dạ đúng rồi ạ. Mình có thể thường xuyên gặp nhau hơn á. Dạ. Vậy anh thì anh buổi tối thì anh cũng đang đi học thì cũng khá là rỗi vào các ngày thứ 3, 5, 7 á. Cho nên là nếu mà có thể thường xuyên thì gặp nhau nhiều hơn. Dạ. Để mình có thể nói chuyện nhiều hơn nữa. Dạ. Quan hệ tình yêu của anh như nào ạ? Nếu mà hai người hợp nhau nói chuyện mà vui vẻ á, tạo cho nhau cái cảm giác tin tưởng thì là tốt nhất. Thì khi đó thì cũng có thể là chắc chắn sẽ không ai hoàn hảo cả, nhưng mà mình biết tha thứ cho nhau đó cũng là điều rất quan trọng. Đó là điều em cần. Dạ. Dạ. Anh có muốn hỏi em gì không ạ? Em thường thích con trai như thế nào á? Em thì thích con trai thẳng tính hơn. Thì mình không thích cái gì thì mình nói. Thì tại vì em cũng không có, lúc mà anh nói thẳng thì em sẽ tiếp nhận, chứ không phải là cái diện mà em không thích là em sẽ thẳng mặt này em mà là thế này thế kia. Em nói em thích xem bóng đá đúng không? Dạ đúng rồi. Nếu mà có điều kiện thì cuối tuần mình có thể rủ nhau đi xem bóng đá thì rất là dạ, tuyệt vâng, đúng không? Em rất là thích luôn ạ. Dạ. Kế hoạch tương lai đi bạn. Chúng ta hẹn hò như thế nào? Nếu mà hẹn hò thì sẽ gặp nhau nhiều hơn á. Còn dạ, nếu về cưới hỏi thì mình cứ tìm hiểu nhau á. Dạ, để đúng thực sự rồi. Nếu mà hai đứa hợp nhau tiến tới thì chắc chắn mình sẽ làm nhanh nhất. Dạ đúng ạ, em cũng hơi mệt. Hẹn như thế nào em? Chắc chắn em sẽ đón cô ấy đi chơi. Dạ. Anh thì anh cũng không biết nhiều chỗ chơi, nhưng mà anh biết ở đâu thì anh sẽ dẫn em đi đó, đi dạo. Dạ, dạ em dạ, cũng chỉ cần thế ạ. Có dạ, nếu mà có bóng đá thì anh nên rủ em đi coi bóng đá này nhé. Coi bạn trai tặng quà gì cho em vậy? Dạ là áo sơ mi chị. Áo do bạn trai cắt đi. Phải không? Dạ dạ. Em không biết người cô ấy như thế nào cho nên là em xem thì thấy con gái mặc áo form rộng, mặc áo thun form rộng rất là đẹp, cho nên em mặc cắt một cái áo form thử rộng. Đi em thử coi đã. Thử đi, coi đã đi. Cắt là may á hả? Vâng, em cắt đấy, còn may thì em chưa biết may. Bạn ở khâu cắt thôi. Khâu cắt thôi đúng bạn không? Bạn chỉ cắt thôi, còn ai ráp không ráp thôi. Rồi lấy ra đi coi thử coi vừa không bạn, mặc vô coi cho đẹp. Công tình người ta thức cả đêm người ta cắt đó. Thức 3 đêm đó mới cắt được cái áo đó. Em thử áo đi coi, đá banh là đẹp luôn á, hợp luôn, không có nắng, ngồi sân vận động đỡ bị nắng. Dạ. Được không mọi người? Em thấy sao được không em? Dạ, nếu mặc vào thì chắc chắn sẽ rất là đẹp đấy ạ. Dạ. Em có suy nghĩ sẽ tặng anh ấy một món quà gì ngày đầu tiên gặp mặt không em gái? Dạ, em có một cái món đồ thật sự là hoa tự làm á. Em muốn tặng anh đó.
Anh nhưng mà em đi gặp, em để nhà xong em đi trời mưa em gấp quá mặc áo em đi phóng đi luôn, em để quên đi quà ở nhà nữa ạ. Vậy là coi như em nợ bạn trai một món quà đúng không? Dạ đúng rồi. Chúc đi uống cà phê nhớ lấy hoa tặng bạn trai nha. Dạ. Tiến tới hôn nhân thì cái an cư lạc nghiệp mình sao, cái kinh tế mình sao, trong nhà ai sẽ quản lý tiền bạc, tài chính? Em nghĩ là chuyện tài chính thì ai cũng giữ cũng được ạ. Chứ không quan trọng là vợ cứ phải là người giữ. Còn chuyện kết hôn thì cứ để khi nào mà cảm thấy phù hợp hãy là mình tiến tới. Chắc chắn thì anh sẽ để em giữ, bởi vì là con trai thì chắc chắn sẽ không thể khéo léo như con gái được. Con gái còn lo nhiều việc trong gia đình, nấu nướng ngay con cái thì chắc chắn là vợ nên giữ. Dạ. Chồng thì nên cầm vừa đủ được. Con cái thì như thế nào? Con cái thì như em thích con gái thì thực sự em bây giờ em đang có 5 cháu gái cho nên em cũng rất thích kiểu con gái ạ. Cho nên là không có quan trọng về là con gái, trai hay con gái. Em thì có 2 cháu trai nên em cũng rất thích là có con gái. Rồi, thôi bây giờ tặng quà rồi ha, sở thích quan điểm rồi hết rồi. Mình hãy nói một cái gì đó về cái cảm xúc của mình hiện tại dành cho người đối diện. Anh lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em rất là cởi mở, nói chuyện rất là vui vẻ. Thì nếu được thì cho nhau cơ hội để mình có thể nói chuyện nhiều hơn, đi xa nữa. Bạn gái? Em thì đen đó, rất là dễ nhìn ạ. Đẹp trai đó, có thể nói là đẹp trai. Thì cũng rất là cởi mở, cũng nói chuyện cũng khá là hợp đó. Rồi, hết thời gian. Chúng ta hãy đặt tay vào nút bấm các bạn. Có 3 tiếng đếm để quyết định cùng quê Nam Định có thể về quê chung với nhau hay không là do quyền quyết định các bạn. Hãy có trách nhiệm với nút bấm của mình các bạn nha. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Chúng tay nhau đi hai bạn. Đây là chiếc vé xem phim gửi tặng hai bạn. Có thể đến cụm rạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox để xem phim tìm hiểu kỹ hơn các bạn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây gửi tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Quà tặng dành cho hai bạn là máy nước nóng với thương hiệu Senton, máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng trị giá là 7 triệu đồng. Chúc hai bạn sớm hiểu nhau và hạnh phúc sẽ đến. Rồi, hai bạn có thể đưa nhau xem phim.